tất cả mọi người, thì hiện tại thì Neo đang có mặt ở tỉnh xá Ngọc Thành ở Thủ Đức. Thì Neo vừa mới hoàn tất xong một cái khóa thiền Vipassana 10 ngày ở đây và muốn chia sẻ cho mọi người một số cái khung cảnh xung quanh của cái khóa thiền Vipassana. Thì trước mắt các bạn là cái khu nhà ở của Nam, thì đây là khu vực mà các bạn Nam sẽ được ở. Chúng ta sẽ có rất là nhiều phòng, trong đây nó có phòng này nữa, và mỗi giường như thế này là sẽ một bạn nằm. Thì Neo sẽ nằm giường số 28. Các bạn thấy không khí rất là thoáng, và trên quạt thì có trần, mình nằm ngay cái quạt luôn, tối nào gió cũng ù hết. Thì các bạn có thể thấy cái khu vực này người ta có những cái quy định rất là rõ ràng, ví dụ như là các bạn phải tắt đèn. Đây là khu vực nhà tắm, các bạn có thể khu vực nhà tắm nam đây, rất là tiện nghi. Nói chung là ở như thế này, cái thời điểm này nhớ làm cho Neo nhớ rất là nhiều về cái thời gian mà ở ký túc xá. Ok, còn đây là Neo sẽ show cho mọi người một cái thời khóa biểu mà một ngày một thiền sinh phải làm từ sáng lúc 4 giờ 4 rưỡi sáng là tất cả các thiền sinh phải thức dậy và bắt đầu thực hành thiền từ lúc 4 giờ rưỡi. Các bạn có thể thấy đây là cái một ngày làm việc cũng như là một ngày thiền sinh làm việc. Còn đây là một số quy định về sự im lặng thực thiện. Và cái này là chúng ta sẽ giữ trong vòng 10 ngày và không được nói chuyện cũng như là không được nói, không được đọc chạm bất kỳ ai hết. Đây là, mọi người coi. Đây là, no. Còn đây là khu vực một cái nhà ở nữa. Mọi người có thể thấy phòng rất là đẹp đúng không? Chúng ta sẽ lên xem một chút xíu ha. Phòng này thì ít người hơn, không có đông như cái phòng của Neo ở. Còn đây là khu vực dành riêng cho cái việc mà ranh giới giữa nam và nữ ha. Không được ai, không có thiền sinh nam hoặc thiền sinh nữ nào có thể đi qua ranh giới này. Lý do tại sao mọi người thấy là có rất là nhiều màn che ở đây, vì tại vì hôm nay là ngày cuối cùng nên là tất cả các thiền sinh phải tự vệ sinh giặt giũ những cái niệm, cái ra, cái gói của họ trước khi họ về. Còn đây là cái khu để dép. Khu vực này là chỗ để niệm. Khu vực này là khu để dép. Neo sẽ lên cái khu vực mà chúng ta sẽ cái chỗ gọi là thiền đường. Đây là khu vực thiền đường mà mọi người sẽ thấy được cái bảng này. Đây là khu vực thiền đường mà tất cả các thiền sinh. Còn đây là phòng ở của thiền sư. Thiền sư của mình thì nghe được mọi người nói là một người Sri Lanka. Bây giờ chúng ta sẽ đi xuống, tại vì ở dưới đây đang có một cái cuộc gặp gỡ giữa thiền sư với các bạn thiền sinh trước khi mà họ tạm biệt khóa thiền và họ về với cuộc sống hiện tại. Bây giờ cũng đi dưới Neo ha. Còn đây là khu vực phòng hỗ trợ thiền sinh. Có bất kỳ thắc mắc nào thì các thiền sinh có thể đến gặp các thiền sinh phụ tá để mà họ sẽ giúp giải đáp những thắc mắc cũng như là những cái khó khăn mà mọi người gặp được trong cái thời gian các bạn có những khóa thiền xe. Đây là khung cảnh của mọi người đang thầy. Đây là thầy của Neo. Đây là thầy đã dạy thiền của mình. Bây giờ chúng ta sẽ thử phỏng vấn một bạn thiền sinh, một bạn người nước ngoài ha. Luis, hi. Okay. Chúng ta sẽ đi một vòng sau khi chúng ta sẽ quay lại cái bạn. Ta sẽ đi một vòng ở đây. Các sư cô xây phơi bột rất là nhiều. Trên kia là Tam Bảo. Mình phải nói nhỏ tại vì chỗ này rất là thanh tịnh, mình phải nói còn nhỏ như bình thường, mình nói còn lớn lắm á. Bây giờ chúng ta sẽ đi một vòng xung quanh cái vườn ha. Vườn rất là đẹp, vườn hoa.
có cây mận nè mọi người. Mận rất là có nhớ là trái ha, nhưng mà chưa có chín, nhưng mà còn không được hái nữa. Mọi người có thể thấy được khuôn viên của tỉnh xá rất là đẹp, rất là xanh và không khí cực kỳ trong lành luôn, khá là yên tĩnh. Mỗi buổi sáng thì chúng ta có thể đi một vòng đi bộ như thế này ha. Đây mọi người có thể thấy khung cảnh buổi sáng rất là đẹp. Nếu còn nhớ là ngày đầu tiên Neo vô đây và gặp sư bà của chùa, thì sư bà có nói là thiền sinh mới đúng không, làm công quả đi, cái Neo mới phụ mọi người sắp xếp lại những cái cục gạch này. Để hôm nay nó sau 10 ngày thì nó trở thành một cái công viên rất là đẹp. Ghế đá, có ghế đá cho mọi người enjoy, có mọi người có thể ngồi, không gian rất là xanh. Neo dự định là sẽ làm một cái video chia sẻ về trải nghiệm cũng như là những cái chia sẻ của Neo khi mà Neo tham gia khóa thiền 10 ngày này. Thì sau khi mà Neo up cái video này xong thì mọi người nếu mà có thắc mắc hay là những cái chia sẻ gì đó, thì mọi người có câu hỏi gì đó thì Neo có thể, các bạn có thể comment ở dưới cái phần description thì Neo sẽ cố gắng trả lời cho mọi người ha, và tổng hợp những câu hỏi đó để mà chia sẻ cho mọi người trong cái thời gian ngắn nhất. Đây là nhìn toàn cảnh là khu nhà ở này. Đây là khu nhà ở của các bạn hỗ trợ thiền sinh. Còn khu vực trên kia là cái khu vực này là khu vực nhà tắm, khu vực gần kia là khu vực thiền đường hồi nãy chúng ta đã đi đó. Còn khu vực này nó Tam Bảo à. Nên Tam Bảo mở cửa nên là chúng ta xem thêm thử một chút xíu ha. Mười ngày á, cái khóa thiền Vipassana này nó đem lại cho Neo rất là nhiều lợi ích lạc, và Neo nghĩ là Neo phải làm một cái clip để chia sẻ cho mọi người. Và những bạn nào mà có dự định muốn đi tham dự khóa Vipassana này á, thì mọi người có thể xem clip của Neo và có thể có những cái kinh nghiệm cũng như cái những cái chuẩn bị tốt nhất để mình có thấy cái chúng ta sẽ xem Tam Bảo chút xíu ha. Tam Bảo đó, tỉnh xá Ngọc Thành này là một trong những cái hệ thống của UNESCO mà có quyền được thực hành cũng như là việc tổ chức những khóa thiền Vipassana. Thì ở Việt Nam mình sẽ có 3 địa chỉ, đó là ở Hà Nội nè, Củ Chi và ở tỉnh xá Ngọc Thành, Thủ Đức này. Thì 3 địa chỉ này sẽ chịu trách nhiệm về cái việc tổ chức các khóa thiền Vipassana. Thì tỉnh xá Ngọc Thành đã tổ chức rất là nhiều khóa rất là thành công. Đây là khu vực mà hôm nay là ngày Chủ nhật và có một cái ngày đăng ký một ngày cho thiền Vipassana trong một ngày thôi. Khóa của Neo là khóa 10 ngày, khóa của mình là khóa 10 ngày. 10 ngày. Hi Luis. Luis. Chúng ta sẽ phỏng vấn một bạn bạn Vipassana. Maybe you come here. Vipassana đồng thiền với mình ha. Đây là bạn Luis. Thì bạn mình sẽ hỏi bạn một số chia sẻ thì bạn sẽ chia sẻ. Okay, Luis, we just finished the course, so how do you feel about the course? I feel good. I'm tired. Really? Tired? So, what is the great experience that you get while you doing the Vipassana here? That's very hard to put into words. It was great. It was a great way to learn the technique and to to learn about how the mind works better. To learn it in an experiential way. Okay.
it was quite easy to see how we generate craving and aversion, and to look at how it works inside, mm-hmm. and hopefully correct it through a long period of practicing. Yeah. Okay, another question. Do you have any advice if some foreigners like you to come to Vietnam and want to join the Vipassana? What are your advice for them? I just do it. If you want to do it, just do it. All right. So it's a great experience. Yeah. All right. So if you want to do it, you just try it and make it a great experience, right? Yeah, but you know, commit to it. If you're gonna come, mm-hmm. This is not for the faint-hearted. It's not for somebody who wants to dabble. It's for somebody who wants to commit to the course. All right. It's quite rough. I mean, it's a great experience, but it's also difficult physically and mentally. So if you want to come, you come, but commit. All right. Thank you for your sharing very much. And I really appreciate for your all sharing. And wish you all the best. And remember, be happy all the time. All right. Thì Luis có chia sẻ thì chia sẻ là bạn rất là vui và không có thể diễn đạt được thành lời với những cái từ nào, mà tại vì nó là trải nghiệm rất là thú vị, và bạn nghĩ là trong quá trình mà học như vậy thì có những cái kỹ thuật mà hy vọng là bạn sẽ thực hành tốt và thực hành đúng. Và câu hỏi thứ hai của Neo thì Neo có hỏi là nếu như bạn có lời khuyên gì cho những cái người nước ngoài đến giống như bạn và đến Việt Nam tu Vipassana như thế này, các bạn có lời khuyên gì, thì bạn nói một điều, bạn chia sẻ một điều là bạn phải thực sự là chuyên tâm vào nó, chú tâm vào nó, và không có khi mà là quyết định làm cái gì đó thì các bạn phải dồn hết sức công lực của mình để mà làm tốt nhất có thể. Hãy thử nó và các bạn sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời. Thì video ngày hôm nay đến đây là hết. Nếu mà mọi người có thắc mắc hay gì đó thì mọi người có thể comment ở phần dưới description ha. Còn bây giờ tạm biệt, bye bye mọi người, và hẹn một người vào video gần đây nhất. Bye.